Tìm mẹ bị cướp biển bắt 30 năm trước. Người phụ nữ đau đớn xin lỗi vì nghĩ mẹ đã mất. Với những người từng có mặt trên chuyến tàu di cư từ Việt Nam sang Mỹ năm 1984, không ai có thể quên vụ cướp tàu, bắt cóc và tấn công phụ nữ khiến cho bao gia đình rơi vào cảnh chia ly, tan tác. Trên chuyến tàu đó, cô bé Amy Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hoàng Linh Thảo, lúc đó mới 5 tuổi, đi cùng anh trai là Nguyễn Hoàng Tuấn Phương, 9 tuổi, đã phải rời xa vòng tay mẹ mãi mãi. Bọn cướp biển bắt tất cả phụ nữ có mặt trên tàu, chỉ để lại người già, trẻ nhỏ và đàn ông. Trong số những người phụ nữ đó có mẹ và dì của Amy. Sau biết bao sóng gió, đến tháng 4 năm 1985, cuối cùng Amy cũng an toàn đến được quận Cam, bang California, đoàn tụ cùng những người thân. Con tưởng mẹ đã không còn. Amy lớn lên vẫn luôn đinh ninh rằng mẹ có thể đã không còn nữa. Cô học tập và kết hôn năm 24 tuổi, có hai con và sinh sống tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Hơn 30 năm cuộc đời, không ít lần cô nghĩ đến mẹ, nhưng tất cả mọi người đều nói với cô rằng không nên hy vọng quá nhiều, khả năng bà đã không còn trên đời này nữa và sẽ mãi dõi theo cô từ trên cao. Cho đến năm 2017, một người bạn đã nói với Amy rằng rất có thể mẹ cô còn sống. Suốt hơn chục năm qua, chưa ai nói với cô như thế. Cô đã không đi tìm mẹ, nhưng lời nói ấy đã khiến cô suy nghĩ. Amy không muốn bỏ cuộc khi chưa bắt đầu. Cô quyết tâm tìm lại mẹ. Hôm 5 tháng 12 năm 2017, Amy đã chia sẻ một bài viết lên Facebook cá nhân của mình với nội dung: Tìm mẹ, tôi lạc mất mẹ năm 1984 trong một chuyến vượt biên. Tàu chúng tôi bị hải tặc cướp và mẹ tôi và những người phụ nữ khác đều bị chúng bắt cóc đi mất. Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Lệ Hoa, sinh năm 1955 tại Vĩnh Long, Việt Nam. Tàu chúng tôi rời khỏi Việt Nam tại mũi Cà Mau năm 1984. Trong một thời gian dài, tôi đã từng sống trong suy nghĩ mẹ tôi đã chết và mẹ vẫn luôn luôn bên tôi, dõi nhìn theo tôi từ cõi thiên đàng. Nhưng gần đây, một người thầy nói với tôi rằng mẹ tôi vẫn còn sống. Tôi muốn tin và tôi rất tin mẹ vẫn còn đâu đó quanh tôi. Cách duy nhất tôi có thể hy vọng tìm lại được mẹ là qua mạng lưới xã hội. Xin hãy giúp tôi chia sẻ và lan rộng tin nhắn này đến khắp nơi trên thế giới, đến mọi nơi, mọi chốn. Bởi vì mẹ ơi, con rất nhớ mẹ dù đã hơn 30 năm qua. Xin hãy giúp tôi, xin cảm ơn rất nhiều. Bài viết của Amy sau đó đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận từ khắp nơi. Một người cũng trong chuyến tàu năm đó đã nhìn thấy bài viết và liên lạc với Amy ngay sau đó. Ông là thuyền trưởng trong chuyến tàu ấy và cũng là người đã cưu mang Amy. Ông tên Nguyễn Sang, 67 tuổi, hiện sống tại bang Texas, Hoa Kỳ. Ông Sang bắt đầu kể lại toàn cảnh cuộc tấn công của bọn cướp biển năm đó và lần cuối cùng đã nhìn thấy Amy và mẹ cô như thế nào. Ông chia sẻ, lần đầu tiên bọn cướp đã lấy đi nhu yếu phẩm và thiết bị trên tàu, sau đó bỏ đi. Nhưng không dừng lại ở đó, những ngày sau, tàu lại tiếp tục bị cướp bóc, lương thực cạn dần, chúng chuyển sang làm nhục phụ nữ. Đại dương mênh mông, không ai trợ giúp, cả đoàn người cắn răng chịu trận, mong tàu mau cập bến. Trong những ngày sau đó, ông Sang là người ngồi cùng mẹ Amy, do đó mà bọn cướp biển nghĩ bà là vợ ông nên tha cho. Hồi tưởng lại năm ấy, ông kể, đến lần thứ 5 tàu bị chặn lại, bọn cướp dụ chúng tôi đến gần, cho ăn no, rồi bắt hết phụ nữ lên tàu, trong đó có mẹ và dì ruột Amy, khi đó tàu đã không còn gì cả. Đến lần thứ 8, thứ 9, tàu không còn gì để cướp, còn bị đập phá tàn nát. Sau 11 ngày lên đên, tàu cuối cùng cũng cập bến. Trên tàu chỉ còn lại 54 đàn ông, người già và trẻ em đã mê sản. Ông Sang cùng 8 đứa trẻ, trong đó có Amy và anh trai ruột, được nhận vào một trại tị nạn trên một hòn đảo thuộc Malaysia. Ông Sang vẫn nhớ như in cô bé Amy khi đó và xúc động nói, Amy lúc đó gầy nhom, nhỏ xíu và đói khát. Tôi chăm sóc hai anh em Amy gần một tháng, thì trẻ em được tàu của một tổ chức cứu trợ đưa đi trại khác. Từ đó, chúng tôi mất liên lạc.
Hôm đọc được những dòng Ami viết, tôi đã ngờ ngợ nên tìm cách liên lạc. Tôi cũng vừa gặp lại anh trai của Ami, cảm giác như vừa gặp được người ruột thịt sau 33 năm trời xa cách. Bản thân ông cũng tin rằng mẹ Ami còn sống và ủng hộ cô tìm lại mẹ. Lúc bà Hoa và những người phụ nữ bị cướp biển bắt đi, chúng tôi đã ở rất gần bờ biển. Nhiều khả năng họ bị đem về làm vợ hay bắt về làm việc tại một ngôi làng hẻo lánh nào đó ở Thái Lan. Tôi nghĩ 50% mẹ Ami vẫn còn sống. Phần Ami, với vốn tiếng Việt ít ỏi mà cô còn nhớ được, đã hai lần cô về thăm Việt Nam và hỏi thông tin về mẹ nhưng không thành. Còn cha ruột Ami thì vẫn còn sống và đang sinh sống ở Sài Gòn. Ami nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã chờ quá lâu mới đi tìm mẹ. Con xin lỗi vì nghĩ rằng mẹ đã chết và đang dõi theo con ở trên thiên đường. Con rất nhớ mẹ dù đã 30 năm qua